Xin chào tất cả các anh các chị, chào toàn thể các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại bên cây hoa hồng giống hồng Genly Keng Long. Genly Keng Long Râu là một giống hoa hồng của Pháp nhé. Dáng bụi và đặc biệt rất chi là sai hoa. Màu hoa của hoa hồng Genly Keng Long có màu đỏ đậm pha lẫn tím. Cánh hồng Genly Keng Long có dạng xếp khum cổ điển, có hương thoảng nhẹ hoặc là không có hương nhé. Giống hồng này rất chi là sai hoa, hoa nở quanh năm và đặc biệt là phát triển khỏe mạnh. Để em tiến sát về những cái cây hồng bụi của Genly Keng Long nhé. Hoa rất to, mặc dù là thời tiết miền Bắc bây giờ vẫn đang lắng lóng và một đợt kéo rất chi là dài, chưa có mưa. Thì hồng Genly Keng Long vẫn lở rất chi là sai. Cánh xếp khum cao có khoảng từ 60 đến 75 cánh. Lá dày, ít khi bị rụng do bị lấm. Hồng Genly Keng Long rất chi là dễ chăm nhé. Phát triển và kháng bệnh tốt. Kháng chỉ, kháng lấm khá tốt và có màu đỏ pha tím vô cùng đẹp mắt. Đây là một trong những giống hồng mới mà các anh các chị đang sưu tầm rất chi là nhiều. Thì nhà em đợt vừa rồi cũng làm giống cành chiết đang ươm rất chi là nhiều đấy ạ. Nếu anh chị nào sưu tầm thì có thể liên hệ qua số Zalo 0915 882 513. Khi có cây giống con thì em sẽ hỗ trợ gửi cho các anh các chị. Nếu các anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh Cây Giống Hoa Hồng để ủng hộ cho vườn hoa hồng Nhung nhé. Đây là cận cảnh của một bông hồng nhỏ ở cái cây keng long này, nó lở. Mới lở thì cánh sẽ dạng cúp như này. Lở cũng ít khi bị xòe nhụy nhé. Những cánh bên phía trong ấy là nó sẽ nhỏ dần đi, tạo cái điểm nhấn rất chi là đẹp của bông hồng. Xếp khum cao lên. Đây là cây bói, nó nhỏ thôi, bông nhỏ thôi. Cánh của hoa hồng lá của hoa hồng Genly Keng Long thì có cái màu xanh có vẻ hơi nhạt hơn một chút và cái phiếm lá của nó sẽ có cái hình dạng thuôn dài. Đây là cũng là một đặc điểm dễ nhận biết được của cây hoa hồng Genly Keng Long so với những giống lá hồng khác. Đây là một cây lá của cherry này, nó sẽ tròn như thế này, là lá của keng long này, dài thế này. Vừa rồi em vừa giới thiệu với các anh các chị một giống hồng đỏ mới, giống bụi Genly Keng Long. Rất cảm ơn các anh các chị cùng toàn thể các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ kênh Cây Giống Hoa Hồng. Mọi thắc mắc các anh các chị có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo 0915 882 513 nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các anh các chị, chào toàn thể các bạn.